Người anh họ lắm lòng. Xin chào các bạn khán giả. Từ nãy giờ các bạn có thấy Méo đâu không? Méo ơi! Ra đây đi! Đến chương trình rồi nè Méo ơi! Méo ơi! Chắc Méo lại ham chơi nên quên giờ phát sóng của chương trình rồi. Không phải, mà là vì... Méo, sao cậu cứ núp dưới đó vậy? Là vì đây nè! Các bạn ơi, nhìn tôi xấu lắm hả? Giống khỉ lắm hả? Khỉ chính là họ hàng gần gũi nhất với chúng ta. Thích di chuyển bằng bốn chân, nhưng có lúc khỉ cũng có thể đi bằng hai chân. Đặc biệt với đôi tay linh hoạt, chiếc đuôi khéo léo, khỉ còn di chuyển bằng cách chuyền các cành cây rất giỏi nữa đó. Dành khá nhiều thời gian sống trên cây, nên một chiếc ổ được đan bằng cành lá với khỉ đó chính là nơi an toàn và thư giãn nhất. Sao cậu lại thành ra thế này? Hôm qua tôi chỉ chét ít phấn cho xinh đẹp thôi, đâu biết nó lại như thế này. Vậy chắc chắn đó là loại phấn dỏm rồi. Dài ơi, có cách nào cứu tôi không? Có cách rồi. Nhìn nè. Cái gì vậy? Là đuôi khỉ đó. Để cho cậu hóa trang thành khỉ luôn. Tôi ghét cậu. Méo sao vậy nhỉ? Khỉ cũng giống như con người, sống cùng nhau trong một gia đình và luôn tuân thủ trên dưới. Trong một bầy khỉ, con đực được kính nể nhất sẽ là con đầu đàn. Những con khỉ trong một nhà luôn gắn bó với nhau. Họ thể hiện tình cảm bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương, như cùng nhau bắt cháy rợn, chải chuốt bộ lông rậm rạp, hay nằm rúc bên cạnh nhau cả ngày. Khỉ là những ông bố bà mẹ vô cùng tuyệt vời, trong khi những bà mẹ lúc nào cũng ấm con trong lòng suốt 24 giờ, thì các ông bố phải luôn tỉnh táo để canh chừng những nguy hiểm rình rập xung quanh. Đừng buồn nữa, tớ thương. Dù cậu là khỉ nhưng vẫn xinh đẹp và đáng yêu mà. Không, tôi không chịu đâu. Mau nghĩ cách giúp tôi hết lòng đi. Loài khỉ rất đáng yêu phải không các bạn? Đáng ra Méo phải vui vì được làm khỉ mới đúng chứ nhỉ? Những chú khỉ đuôi ngắn ở Nhật Bản rất thích ăn uống sạch sẽ. Chúng biết được rằng rửa sạch chất bẩn sẽ làm cho đồ ăn ngon và hấp dẫn hơn. Một cô tình tình tên là Julie được các nhà khoa học theo dõi thấy. Cô ấy rất thích thời trang và thường tự cài những bông hoa trên đầu để cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Thấy vậy, những con tinh tinh khác trong đàn cũng bắt chước theo để có thể đẹp được như Julie. Không những giỏi bắt chước mà còn rất nghe lời, nên khỉ được con người huấn luyện để trở thành những nhà biểu diễn xiếc cơ đó. Chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng thích ma đúng không nào? Hoan hô hoan hô, hay quá Méo ơi, hai cậu làm xiếc cho tớ coi đi. Ừ, nhào lộn với đi xe đạp giống khỉ đó. Chuẩn bị xem xét chưa? Sẵn sàng. Không chỉ con người mới có thú vui thư giãn, loài khỉ cũng biết hưởng thụ cuộc sống lắm đó. Ở công viên Jikokudani, Nhật Bản, nơi mùa đông bị bao phủ bởi băng tuyết,
nhiệt độ hạ xuống tới âm 15 độ C là nơi sinh sống của những chú khỉ tuyết mặt đỏ. Để tránh cái giá lạnh của mùa đông, những chú khỉ tuyết thường xuyên rủ nhau tới dòng suối nước nóng được tạo ra từ những mạch núi lửa để ngâm mình. Bể nước ấm áp khiến chúng rất khoan khoái và cứ nằm y từ sáng cho tới khi màn đêm buông xuống mới chịu trở về nhà. Sao sức ngày cậu cắn tới vô cớ vậy? Vô cớ hả? Cậu muốn bị cắn nữa phải không? Cậu mà còn hung hăng nữa, tớ sẽ gọi người đến bắt cậu vào trường cải tạo đấy. À ha, hôm nay cậu còn dám hù tôi nữa hả? Cậu gan lắm. Tớ không hù đâu. Cậu thử cắn tớ xem. Với bản tính tinh nghịch của mình, loài khỉ vàng sống ở phía Bắc Ấn Độ thường xuyên xuống các ngôi làng quấy phá, khiến người dân rất khó chịu. Họ đã nghĩ ra một cách để làm cho những chú khỉ không cần quấy phá nữa, mà không cần làm hại đến chúng. Đó chính là xây những trường cải tạo dành riêng cho loài khỉ. Các học viên của ngôi trường này là những chú khỉ cứng đầu và hung dữ. Ở đây chúng sẽ được dạy cách sống hòa đồng với những con khỉ khác, là thân thiện hơn với con người, khiến chúng không còn quậy phá nữa. Ê, thôi cậu đừng cho tôi vô trường cải tạo nha, tôi hứa không cắn cậu nữa đâu. Chương trình sắp kết thúc rồi, tôi có một câu hỏi muốn dành cho các bạn đây. Các bạn ơi, khỉ không biết làm việc gì trong những việc sau nè. A. Đọc sách. B. Làm xiếc. C. Rửa trái cây. D. Tắm nước nóng. Để trả lời câu hỏi, các bạn hãy gọi về số 0122-271-0004. Sẽ có 5 phần quà cho 5 bạn trả lời đúng nhất và sớm nhất đó nha. Các bạn nhớ đón xem chương trình vào lúc 17:20 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Mọi chi tiết xin liên hệ vào hộp thư Điều Chúng Mình Chưa Biết @hipencil.com. Còn bây giờ, dài và mèo xin chào.